nhắc kỳ trong nói này một ta một mũi thứ đây là ngồi quan hệ bồi gia đình bạn bè nhồi môi nhồi môi gối quan hệ là quan trọng để bắt đầu đầu phương khi chúng ta cố cho chuyện chúng ta phải cố nhối dễ em tội mình ăn cô ấy ăn ơi ông bà chú cô đôi là như gọi về quan hệ nhồi chúng ta có thể nói quan hệ là thành làm việc công việc nhưng mà chúng ta có thể gặp bắt đầu nên chúng ta có thể gặp chúng ta có thể giao tiêu về uống nhau nên khi chúng ta về nhồi tôi làm bếp cũng bếp có thể coi chúng ta có thể coi thân chúng ta có thể coi là tu nên chúng ta có thể sử dụng quan hệ ngồi đôi là quan trọng thì sử dụng ngôn ngữ
nhắc đến quân phóng về quân này, đầu tiên là chúng ta mong muốn chư thầy là vai mời lãi mà xây dựng mối quan hệ rồi trở nên và văn tư mối quan hệ rất quan trọng để tạo dựng sự hiểu biết và phúc tác trong cuộc sống. Thì chúng ta cố gắng giao tiếp phải chú ý đến cảm xúc và sự tôn trọng lẫn nhau. Nên tôi rất vui nên anh ở và đôi khi có những mối quan hệ phức tạp. Nếu qua tôi rằng chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ có thể phát triển thân từ lòng trong cuộc sống như có xuống học tài trong công việc như cô những khó khăn xuống cả bạn có thể vượt qua. Chúng ta có thể hỗ trợ những vui các cổ uống nước và trò chuyện để xây dựng mối quan hệ với các con thật và chứ dễ dàng hơn thì chúng ta có sự kiện nhận và thông dụng thì đến dịp lễ như thế chúng ta có thể chia sẻ nhiều việc và sức hành kết với nào như này là sẽ làm chỗ mối quan hệ chỗ nền sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đúng.